Địch Lệ Nhiệt ba, đằng sau vẻ ngoài sang chảnh là cô diễn viên cực hài và cực lầy. Khác xa với hình ảnh kiêu kỳ trau chuốt khi đi dự sự kiện, nàng thơ Địch Lệ Nhiệt ba mỗi khi đóng phim lại vô cùng hài hước và lầy lội. Địch Lệ Nhiệt ba hiện đang là một trong những lưu lượng tiểu hoa nổi bật nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Với gương mặt như là tay cuốn hút, sống mũi cao vút, cùng đôi mắt đẹp mê hồn. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, mỹ nữ sinh năm 1992 lại gây sốt về nhan sắc và thần thái đầy khí chất của mình. Từ phong cách ăn mặc, trang điểm cho đến thần thái, vóc dáng, cử chỉ, uyển chuyển của cô đều đạt 10 trên 10. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh sang chảnh quý phái thường thấy, Địch Lệ Nhiệt ba thực tế là một cô diễn viên trẻ cực kỳ lầy lội, thích pha trò và có niềm đam mê bất diệt với đồ ăn thức uống. Phía sau những bức hình lung linh thần thánh kia là một ba béo, biệt danh fan gọi yêu Địch Lệ Nhiệt ba cực lầy, cực tham ăn. Có lẽ Người Tình Kim Cương là bộ phim đầu tiên biến nhiều khán giả thành fan của Địch Lệ Nhiệt ba. Đảm nhận vai diễn nữ thứ Cao Văn, nhưng Địch Lệ Nhiệt ba thậm chí còn được yêu mến nhiều hơn cả nữ chính Đường Yên. Diễn xuất của người đẹp trong phim được đánh giá vô cùng tự nhiên, tương tưởng đáng yêu dễ thương. Đây hẳn là một vai diễn có tính cách khá sát với Địch Lệ Nhiệt ba ở ngoài đời. Nhiệt ba không thiếu những cảnh phim bá đạo cười ra nước mắt trong Người Tình Kim Cương. Để theo đuổi người thương, Cao Văn không ngại vứt bỏ hình tượng nữ minh tinh của mình. Biểu cảm hài không đỡ nổi của người đẹp trong phim khiến người xem cười đau ruột. Dù đây là một vai diễn không khó nhưng nhờ nó mà Địch Lệ Nhiệt ba được công chúng đón nhận nhiều hơn. Nhưng tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt ba lại thực sự tỏa sáng mạnh mẽ khi cô góp mặt trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình với vai diễn Phượng Cửu, xinh đẹp không góc chết lại tốt bụng dễ thương, đặc biệt là hết mình vì tình yêu. Bảo sao Nhiệt ba không hốt về một lượng người hâm mộ cực khủng. Phản ứng hóa học cực bùng nổ giữa Nhiệt ba và Cao Vĩ Quang lại càng khiến sự nghiệp của mỹ nữ thêm thăng hoa. Có vẻ như Địch Lệ Nhiệt ba thực sự sinh ra là để hóa thành những nhân vật mỹ nữ trong sáng đáng yêu, dễ thương, hài hước. Ở hậu trường Tam Sinh Tam Thế, Địch Lệ Nhiệt ba còn đáng yêu, Cao Vĩ Quang vì dám chê cô béo. Phân cảnh Đông Hoa bế Phượng Cửu phải thực hiện đi thực hiện lại khiến Cao Vĩ Quang kiệt sức, anh than đau hết cả thắt lưng vì Nhiệt ba. Địch Lệ Nhiệt ba ăn luôn mồm luôn miệng. Ở hậu trường phim Lý Huệ Chân Xinh Đẹp, cô tiết lộ cảm thấy rất đói và hay tìm cách để thử mọi loại thức ăn đạo cụ. Tất cả các thành viên trong đoàn làm phim đều nhận xét rằng Nhiệt ba rất hảo ăn. Trong bộ phim Lệ Câu Chuyện, dù có nội dung rất ngược tâm, nhưng điều đó cũng chẳng thể làm cô bớt lầy. Vừa mới diễn cảnh cưỡng hôn nóng bỏng xong, Nhiệt ba liền quay ra đòi ăn sô-cô-la. Cô còn định đòi lại thỏi chocolate của bạn diễn Trương Bân Bân nữa cơ, ăn ăn và ăn mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.